Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Trung ương Việt Nam mới ra lệnh họp khẩn cấp vào sáng hôm qua tại Hà Nội với nội dung tìm ra phương pháp khắc chế con tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc chuẩn bị xuất xưởng tiến xuống Biển Đông. Như chúng ta cũng đã biết, Trung Quốc đã có hai tàu sân bay là Sơn Đông và Liêu Ninh. Trong năm nay, Trung Quốc sẽ hạ thủy con tàu sân bay thứ ba mang tên là Bắc Kinh. Đây chính là thời điểm Bắc Kinh tuyên bố 90% diện tích Biển Đông thuộc về Trung Quốc. Bất kể tàu bè nào đi lại trên Biển Đông cũng phải được sự cho phép của Trung Quốc nếu không muốn bị bắn cháy vô tội vạ. Trung Quốc sẽ thực hiện nhiều chính sách để bảo vệ quyền lợi trên lãnh hải Biển Đông. Họ cho rằng sẽ nỗ lực để một chọi một với Hải quân Hoa Kỳ. Khi tàu sân bay Bắc Kinh xuất xưởng, Việt Nam sẽ là nước chịu thiệt thòi nhiều nhất nếu Biển Đông rơi vào tay Trung Quốc. Lúc ấy, lãnh hải của Trung Quốc chỉ cách đất liền Việt Nam 70 km mà thôi. Theo nội dung của cuộc họp, Việt Nam sẽ tự chủ trương trong việc ngăn cản sự xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc và ít phụ thuộc vào các nước và khối khác. Đơn giản, Việt Nam nghĩ rằng kẻ cướp vào đến nhà mình thì phải tự vệ. Việc Mỹ và các nước có biện pháp đánh đuổi bọn ăn cướp như thế nào là việc của họ. Tuy nhiên, Việt Nam phải tự chủ trước, không bị rơi vào cảnh thụ động, chờ các nước ra tay giúp mình. Trong cuộc họp vào ngày hôm qua, Quân ủy Trung ương đã lên kế hoạch tác chiến khẩn cấp. Nhiều dàn tên lửa S-400 và siêu thanh mua được của Nga và Ấn Độ đã được quân đội ta đưa vào vùng bờ biển. Những dàn tên lửa này có thể tiêu diệt tàu sân bay của Trung Quốc trong vòng một nốt nhạc. Bên cạnh đó, những vũ khí siêu hủy diệt trong nước do chính các nhân tài, thần đồng đất Việt tự mày mò chế tạo, đem sáng chế của mình giao nộp cho Bộ Quốc phòng để phát triển thêm làm cho Trung Quốc phải nhún nhường và rụt rè hơn trong vấn đề tiến chiếm Biển Đông bằng quân sự. Chính vì vậy mà hồi cuối năm ngoái, phía Trung Quốc đã điều động cử nhiều đội đặc nhiệm xâm nhập đến cảng Cam Ranh để phá hủy những dàn bệ phóng tên lửa này. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tình hình tại Biển Đông luôn trong tình trạng căng thẳng vì Trung Quốc không còn giấu giếm tham vọng độc chiếm Biển Đông là áo nhà của mình mà như các thập niên trước. Theo truyền thông Trung Quốc cho biết, con tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc chạy bằng năng lượng hạt nhân chuẩn bị hoàn thành vào cuối năm nay. Đây là con tàu lớn nhất thế giới sử dụng vào việc án ngữ tại Biển Đông. Theo một số nguồn tin tình báo Tổng cục 2 Quân đội Việt Nam cho biết, Trung Quốc đã đặt tên cho con tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này tên là Bắc Kinh. Tàu sân bay Bắc Kinh sẽ tiến hành đánh chiếm Biển Đông giống như các hành động ngang ngược của các nhà lãnh đạo tại thủ đô Bắc Kinh đang tiến hành với khu vực Đông Nam Á và thế giới. Âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc thả con tàu này xuống Biển Đông sẽ khiến cho Việt Nam, Mỹ và Liên minh châu Âu lâm vào tình cảnh khó khăn hơn hiện tại rất nhiều vì con tàu này chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu có chiến tranh xảy ra sẽ không có bất kỳ quốc gia nào dám tấn công vào nó vì nếu nó gặp tai nạn thì chất phóng xạ sẽ thoát ra bằng đường khói theo gió biển thổi vào đất liền thì Việt Nam sẽ là nước nhận hậu quả kinh hoàng nhất. Hoặc con tàu này chìm thì nước Biển Đông sẽ chứa phóng xạ. Khi đó các tàu vận tải và các tàu đánh cá của Việt Nam không thể ra khơi. Tuyến đường hàng hải quốc tế sẽ không còn quốc gia nào dám đi qua vì sợ nhiễm phóng xạ. Kính thưa quý vị, không ai dám đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Nhưng cái giá phải trả thì không thể quyết định của Trung Quốc. Tuy nhiên, có hai tử huyệt mà Trung Quốc không thể chờ đợi nếu như xảy ra xung đột trên Biển Đông. Khi Trung Quốc mạo hiểm dùng sức mạnh quân sự để chiếm Biển Đông ở Tam Giác, chiến lược này tử huyệt. Thứ nhất, đường băng trên đảo đá chữ thập và phố Lầm là thứ chỉ sử dụng được một lần trong đoàn tấn công phổ đầu này. Hai đường băng cách bờ biển Việt Nam không quá 500 km và phố Lầm 410 km, chữ thập 474 km. Do vậy hoàn toàn nằm trong tầm phủ của các loại tên lửa Việt Nam trên các phương tiện khác nhau như tàu ngầm tứ bờ từ tàu tấn công nhanh, Monia gia tăng các lực lượng không quân trên đảo đá chữ thập và phố Lầm. Vừa yếu vừa không đủ khả năng đương đầu với không quân Việt Nam, vừa thiếu vì điều kiện kỹ thuật không cho phép, khi một số lượng lớn cho nên hoàn toàn thất thế trước không quân Việt Nam. Mỹ đã đánh giá cái tam giác chiến lược hay những căn cứ quân sự mà Trung Quốc đang xây dựng trên Hoàng Sa và Trường Sa là vạn lý trường thành bằng cát là không sai, vì sự tồn tại của nó sau đòn tấn công phủ đầu là rất ngắn, nghĩa là với vũ khí hiện đại, uy lực của nó rất dễ bị đánh tê liệt. Tử huyệt thứ hai là căn cứ quân sự trên đảo Hải Nam. Trung Quốc đây là trung tâm chỉ huy phát động tấn công không chỉ cho cái tam giác chiến lược trên Biển Đông, mà còn toàn bộ tác chiến Tây Thái Bình Dương của Hải quân Trung Quốc. Các căn cứ quân sự đảo Hải Nam của Trung Quốc được coi như là Cam Ranh của Việt Nam. Trung Quốc tấn công Cam Ranh của Việt Nam khó hơn nhiều, Việt Nam tấn công căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam. Vì khoảng cách khác nhau, đảo Hải Nam chỉ cách Đà Nẵng chừng 270 km và cách một đảo của Việt Nam mà trên đó có thể bố trí một trung đoàn tên lửa hiện đại như Scander chưa chừng đầy 250 km. Trong khi Cam Ranh cách Trung Quốc rất xa và Hoàng Sa Trường Sa khá xa, đủ để đối phó khi xung đột xảy ra tấn công vào sở huyệt kể trên. Nơi xuất phát tấn công của kẻ thù không phải là những tư tưởng chiến thuật mà còn là tư tưởng chiến lược trong tư duy quân sự của Việt Nam. Cho nên căn cứ quân sự trên đảo Hải Nam là tử huyệt nguy hiểm của Trung Quốc.
Không ai dám đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Trung Quốc, một sức mạnh đứng thứ ba trên thế giới. Việt Nam nhỏ yếu nhưng có quyền trả giá với bất kỳ kẻ xâm lược nào. Tất nhiên, đó sẽ phải luôn luôn là giá đắt không thể chịu đựng nổi nếu như họ bất chấp liều lĩnh mạo hiểm. Sức mạnh đang gia tăng của Việt Nam và khu vực nếu cho rằng chiếm miền Đông gồm Hoàng Sa và Trường Sa để khống chế Việt Nam về mặt quân sự là đánh giá thấp khả năng quân sự của Trung Quốc. Do đó, chiếm miền Đông với Trung Quốc với ý nghĩa quân sự có vẻ như không tác động trực tiếp đến Việt Nam nhiều, nhưng với ý nghĩa chủ quyền là không thể chấp nhận. Với Việt Nam, Trung Quốc chiếm miền Đông, họ sẽ thực thi pháp luật của họ trong khu vực. Đường chiến đoạn khiến Việt Nam mất chủ quyền biển đảo, đó là nguyên nhân duy nhất buộc Việt Nam phải tự vệ bằng ngoại giá để bảo vệ chủ quyền, như đã từng bao đời này với đủ loại kẻ thù mạnh nhất có thể. Chính hành động của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam, nên không còn con đường nào khác. Việt Nam phải tăng cường sức mạnh quân sự, mua sắm vũ khí trang thiết bị tiên tiến hiện đại để tự vệ. Bắt đầu từ năm 2005, Việt Nam đã dồn mọi nguồn lực để đưa thẳng lực lượng không quân, hải quân, thông tin liên lạc, radar, tác chiến điện tử lên hiện đại đủ sức hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ biển đảo. Có thể nói hệ thống phòng thủ của Việt Nam từ hướng biển, từng trên không, trên biển, trong lòng biển, nhiều lớp tầm xa, tầm gần và cận bờ, bao phủ vùng biển, hải đảo của Tổ quốc bằng sự hiện diện của các loại vũ khí trang bị tên lửa uy lực lớn. Rõ ràng là chưa bao giờ dân tộc Việt Nam được thử thách xâm lăng mà có được sự chuẩn bị khi cần thiết, tự tin như hiện nay. Và lịch sử cũng đã chứng minh, trong những cuộc xâm lược của phương Bắc, mỗi khi dân tộc Đại Việt chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến thì kết quả đã rõ. Liệu Trung Quốc có dám đặt cược tất cả vào ván bài Việt Nam, khi mà thực lực Việt Nam dù không lớn nhiều như Trung Quốc, nhưng có đủ các thứ răn đe cần thiết cho cuộc chơi? Việt Nam đã luôn phải chống kẻ thù xâm lược, khi không đủ mọi thứ cần thiết nhưng vẫn thắng. Ngày nay, khả năng sức mạnh Việt Nam như thế nào là một suy luận khó khăn cho giới quân sự hiếu chiến Trung Quốc. Tử huyệt của Trung Quốc không thể che đậy trên Biển Đông. Mục đích quan trọng bậc nhất khi Trung Quốc bồi đắp lắp các đảo trên Biển Đông là Trung Quốc muốn khắc phục bất lợi của không quân tác chiến trên biển. Trung Quốc không muốn khống chế toàn bộ vùng trời Biển Đông. Ba điểm của tam giác là đảo Đá Chữ Thập, đảo Scarborough và đảo Phúc Lâm. Như vậy, những sân bay trên những đảo này có thể tạo lợi thế cho không quân Trung Quốc tung hoành trên Biển Đông. Tam giác chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Vì thế, bố trí lực lượng coi như Trung Quốc đã tạm thời xây dựng được một tam giác chiến lược trên Biển Đông. Và sau khi triển khai đủ vũ khí trang bị tại đây, là Trung Quốc có vẻ như kiểm soát được Biển Đông. Tất nhiên, người Trung Quốc ai cũng hoàn hảo khi nhìn thấy tam giác này. Nga chỉ ra tử huyệt của hải quân Trung Quốc. Trung Quốc đang nỗ lực phát triển kỹ thuật chống ngầm, tuy nhiên Bắc Kinh còn chặng đường rất xa mới bắt kịp Nga-Mỹ. Quân đội Trung Quốc luôn coi trọng vấn đề chống ngầm cho đến thời điểm hiện tại. Khả năng chống ngầm của POA vẫn bị cho là một trong những mắt xích yếu nhất trong tiềm lực quân sự của nước này. Do đó, giới quân sự Trung Quốc rất coi trọng vấn đề chống tàu ngầm. Điều này đặt ra câu hỏi cần phải giải đáp cho vấn đề an ninh trên ven biển cũng như an ninh trên các tuyến đường biển quan trọng của Trung Quốc và là mối lo lớn cho việc xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển của Bắc Kinh. Truyền thông Hồng Kông vừa qua có bài viết cho rằng Trung Quốc đang có ý định triển khai kế hoạch phát hiện tàu ngầm từ không gian vũ trụ. Tuy nhiên, các chuyên gia của Nga đã bác bỏ nhận định này. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông đưa tin, Trung Quốc có khả năng sử dụng đồng hồ đo giao thoa nguyên tử, lệnh được thử nghiệm trên tàu vũ trụ có người lái Thiên Cung 2 và Thần Châu 11 nhằm mục đích phát hiện tàu ngầm từ không gian vũ trụ. Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia quân sự Nga Vilakasin cho rằng, nguyên lý kỹ thuật của đồng hồ đo giao thoa nguyên tử, lệnh trong Thiên Cung 2 và đồng hồ nguyên tử kiểu mới trang bị cho Thiên Cung là giống nhau. Mọi người đều biết rằng đồng hồ đo giao thoa nguyên tử có thể được phát hiện được thay đổi cực nhỏ trong môi trường điện từ trừ trái đất. Về mặt lý thuyết, kỹ thuật này có thể được sử dụng để phát hiện các vật thể chuyển động ngầm dưới nước. Tuy nhiên, không có dấu hiệu hoặc thông tin nào cho thấy loại đồng hồ đo giao thoa nguyên tử này được trang bị cho Thiên Cung 2. Điều này là phù hợp bởi thời gian hoạt động của Thiên Cung 2 chỉ là 25. Vì vậy, việc trang bị cho nó loại đồng hồ đo giao thoa nguyên tử là không có ý nghĩa gì. Trung Quốc vẫn đang đuổi theo Nga và Mỹ. Kassin chỉ rõ, hải quân Trung Quốc đang thực hiện các dự án chống ngầm mới, chẳng hạn như dự án sản xuất tàu hộ vệ chống ngầm hạng nhẹ tiếp 056 và máy bay tuần tiễu chống ngầm cánh cố định xuất phát từ sân bay đất liền là GX-6. Điều quan trọng hơn là nước này còn đang xây dựng mạng lưới thiết bị quan trắc cố định dưới đáy biển. Nguyên lý xây dựng mạng lưới là rải rác các cảm biến âm thanh dưới nước giống với các hệ thống theo dõi tàu ngầm sản xuất của Mỹ và phạm vi triển khai là bao trùm toàn bộ chuỗi đảo thứ nhất cũng như những nước khác. Trung Quốc đã đầu tư những khoản kinh phí rất là lớn cho kỹ thuật phát hiện tàu ngầm, ví dụ như đầu tư cho vệ tinh. Nếu thiết bị đo giao thoa nguyên tử là có thật thì đây là một trong những hạng mục đầu tư đó. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Bắc Kinh đã phát triển công nghệ này tới đâu, công nghệ này có liên quan tới chương trình tàu vũ trụ có người lái hay không. Trong khi đó, phương Tây đã sử dụng vệ tinh để thử nghiệm về phương diện này, chứ không dùng tàu vũ trụ với Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã nghiên cứu phát triển các kỹ thuật tiên tiến khác phục vụ cho chiến tranh dưới nước, đặc biệt là chuỗi phát triển sáng tạo kỹ thuật mới.
trong đó phải kể đến thiết bị lặn không người lái. Mục đích cuối cùng của những việc làm này là tìm ra được giải pháp chiếm ưu thế tuyệt đối để đối phó với số lượng rất lớn các tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ. Nếu Bắc Kinh giải quyết được vấn đề đấu tranh chống tàu ngầm, ít nhất trong phạm vi chuỗi đảo thứ nhất thì chiến lược chống tàu ngầm xâm nhập của Trung Quốc sẽ nâng lên một tầm cao mới. Nhưng hiện nay thật khó để có thể dự đoán khi điều đó xảy ra bởi Trung Quốc mới bắt đầu đi vào lĩnh vực này. Do đó, các chuyên gia nhận định rằng để bắt kịp với các kỹ thuật chống tàu ngầm tổng hợp của Mỹ và Nga, có lẽ Trung Quốc còn phải học hỏi rất nhiều.